Chưa lại đây, chưa lại đây, Chưa lại á? chưa lại cái bài nữa. Chưa lại mình còn đủ thời gian đâu em. Tôi này có học mấy ngày hôm nay. Bữa nay nào học bài nghe, bữa nay mình học bài nói nhé. Ở trường mình học nói đến mình học đến unit 7 rồi. Chưa học nội thôi. Unit Hai, hai, unit hai kìa. Là my house đúng không? Yes. Cô đã cho làm bài miêu tả về dạng ngôi nhà của mình chưa? Dạ. 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 Chỗ nào? Con câu sơn chữa thôi ạ. Dạ. Quên thở nụ chữa thôi ạ. Ừ. Bên trái Tinh lên sáng chỉ người đặc biệt đó hả? Con thơ đó khí lùng giật giật nhé, khó Ok. chịu cực. Check your connect. Mời giật sóng luôn. Đó. Kiểm tra lại đường truyền. Okay. And here is our lesson today. Today is Tuesday, 11th October 2023. Welcome to my class. And before the class, I will ask you some question. What is it? Now, for the class, what is it? I don't know. Now, take it into a sentence. Đưa nó vào một câu hoàn chỉnh nào. Fan. Yes. Now, anyone else has another opinion? Ai có ý kiến khác không? Anh Tù Minh Quân nào? Có ý kiến khác à? À, không thôi. Yes, Cái this is a fan. This is a fan. Okay, now, what is it? em ơi. Anh thứ nào? Em thử thôi là bookshelf. Bookshelf. And can you take it into a sentence? Đặt nó vào một câu nào. Trả lời mình phải trả lời có chủ ngữ về Em thử thay là ngữ chứ. This is. bookshelf. Yes. This is a bookshelf or bookcase. Cái từ từ bookshelf bằng từ bookcase nhá. Okay. Now, what is it? Anh Tụ nữa. Thì em mọi người có thấy ạ. Bảo cháu nữa. That is a wardrobe. Có ai có ý kiến khác không? It is a wardrobe. Em thật. Rồi, bảo mình nha. Beauty couple. Cupboard and the bảo cháu là wardrobe, còn bảo mình là cupboard. Let's check. This is a wardrobe, còn cupboard là cái dạ đường bật đường bát của mình ấy nha. Wardrobe, wardrobe là tủ quần áo. Các bạn chưa cần ghi bồi đâu nhé. Okay. What are they? What are they? Không thể nào. The teacher, they are Yes. They are pillows. Okay. Very good. And how about this? What is it? What is it? Phương Nhi nữa. Bảo Ngọc nữa. pillows. The teacher. This is a blanket. This is a blanket. This is a blanket. Okay. Well done. Blanket.
And how about this? What are they? What are they? Ai biết nào? Các bạn khảo giờ đấy nào? Ngọc Hà nào? Dear teacher, bean. Bean. And three bins, so you call bin or bins. They are bins. Thế mẹ tao nha. Khi mình nói số nhiều thì mình phải thế mẹ hoặc là ẹ tao nha. Bin. Okay. Now, do you know what is it? Bạn nào biết cái này nào? Mai Phương nào? Em không biết thế ạ. Đang rảnh nào? The teacher, it is a air conditioner. Now, air is start with the vowels. Nó bắt đầu bằng một nguyên âm thì mình phải làm gì? Có được ở? It's an air conditioner. Well done. This is an air conditioner. Or we can call it AC for short. Đây là điều hòa, mình có thể gọi nó là AC. AC là điều hòa, air conditioner. So, how about this? Nào. Bảo cháu nào. Dạ bây giờ toilet. Toilet. This is toilet. Bây giờ toilet. Okay. Well done. Very good. And how about this? What are they? Nào đấy là cái gì nào? Mai Phương nào. They are. Em đây. Không sẽ nào. The teacher, They are washing machines. Không phải là machine nha, machines. Washing machines. Okay. Washing machine. And what is it? Now, we use it to make our hair to be more drier. So, Thảo Nhi nào. This is dryer. This is a dryer. Really good. Excellent. Dryer. Okay. And how about this? Anh được nào? Anh Đức. Now, can you tell me? Dear teacher. Sit in a shrink. This is a sink. Không phải sink nha. Sink. Nam. This is a sink. Sink. Mình bật hơi tại âm âm cuối của nó lên. Sink. À thay, cái nào là cái nào là Dishwasher. dishwasher có được không thầy? Now, cái dishwasher là cái máy để rửa, máy rửa bát ấy. Cái máy đấy máy là em sẽ bỏ đòi đòi bát của em vào rồi đùa thử vào đấy thì bật cái công tắc lên thì tầm 45 phút thì nó sẽ rửa xong cái và em không có rửa đâu. Còn đấy là cái bồn, sink là cái bồn nhé. Cái bồn này có thể được dùng mà cái bồn này được gọi là sink. Còn cái bồn trong nhà tắm thì mình cũng có thể gọi là sink nhé. And what is it? Usually uses to count days. Chúng ta thường dùng nó để đếm nghe. Thảo Nhí đó. Oh. Oh. This Oh. It is a calendar. Right. Excellent. It is a calendar. And what is it? Now, who know what is it?
Anh Tú nữa. Yeah, teacher. Fridge. Fridge. Now, who know another name of fridge? Ai biết fridge có cái từ đồng nghĩa nào nữa? Đáng nhận á. Fridge. Fridge. Nào, ngoài cái từ fridge thì ai có biết là cái tủ lạnh này được gọi là gì nữa? Bạn nào biết giơ tay nào? Hay Ừ. cái gì vậy Ừ. Bảo mình biết đó. Mai Phương nào. kẹo? Dear teacher, Free. three. Yes. Now, fridge. Kêu mày là free. Anh Tú biết à? La refrigerator. Fridge or refrigerator. Refrigerator. Now, you can see here that refrigerator is mean fridge. Hai cái từ này đồng nghĩa với nhau nhé. Chỉ là khác cách sử dụng ở hai cái quốc gia khác nhau, ở bên nước Anh và bên nước Mỹ. Refrigerator. Okay, and what is it? Vào trang đó. Anh Tuấn đó. Mirror. 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 Or this is mirror. À, mình có thể gọi là mình có thể đọc là mirror, mirror. Nhưng mà trong mình có thể đọc nhanh là mirror, mirror. This is mirror. Car. Yes, mirror of the car. Cái hướng của cái xe. Okay. And we have learned, we guess about 14 vocabulary and you have 5 minutes to write all the vocabulary in your notebook. And after that, I will read the vocabulary for you and you will read after me. Bây giờ các bạn có 5 phút để ghi từ vựng vào và sau đó thì thầy sẽ đọc, hướng dẫn các bạn đọc và các bạn sẽ đọc theo thầy. Đấy là chỉ là một trong số những cái từ vựng mà thầy lấy ra từ chủ đề gia đình. Trong cái chủ đề gia đình của mình thì có rất nhiều từ vựng. Nhưng mà một buổi thi cung cấp cho các em quá nhiều từ vựng thì sợ các bạn học không vào ấy. Cho nên là tầm 10 lắm. 10 đến 15 từ vựng một buổi là một con số khá là lý tưởng. Nhé. Thì trong gia đình của mình thì không chỉ có những cái đồ dùng như quà, quần áo, chiếc gội, chăn, mền, thùng rác, điều hòa. Còn có những cái thứ mà các em đã quen thuộc như là cái giường này, bed, cái bàn là table, cái ghế là chair. Ghế thì có rất nhiều cái loại ghế, có thể là chair, bench và thứ. Bench là cái ghế cái dài ấy. Sofa là ghế sofa các thứ. Với cái quạt, cái cửa sổ là window, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm. Đó. Cái bồn tắm là bath, bathroom, phòng tắm là bathroom. Như này có bạn bảo là cái tủ đừng bắt đuối thì mình cũng đã biết rồi, thầy cũng đã nói rồi. Okay, first, I will read for you all the vocabulary. Fan. 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 Bookshelf. Bookshelf. Bookshelf.
Wardrobe, wardrobe, wardrobe. Pillow, pillow, pillow. Blanket, blanket, blanket. Bin, bin, bin. Air conditioner, air conditioner. Toilet, toilet, toilet. Washing machine, washing machine, washing machine. Dryer, dryer, dryer. Thì cái từ sink, sink, sink. Calendar, calendar, calendar. Refrigerator, refrigerator. Mirror, mirror, mirror. Thì cái đọc của thầy có thể nhiều bạn sẽ không quen, hoặc là chỗ là thầy đọc nó sao, tại vì nhưng mà thực chất là cái cách đọc này là đọc phương ngữ Anh. Thì có thể từ số 10 này, dryer, thầy đọc là dryer, nhưng mà các bạn có thể ở quê sẽ được dạy là dryer, dryer, cộng cái lười lên. Như calendar, thầy đọc là calendar, nhưng mà có nhiều thầy cô khác sẽ dạy là calendar, calendar đó. Cái từ air conditioner thì thầy đọc là air conditioner. Có thể nhớ thầy cô sẽ dạy là air, air, air conditioner. Là mình sẽ cộng cái lười mình đấy. Thì tùy vào phương ngữ của từng vùng miền mà mình muốn hướng đến thì mình sẽ có những cái cách đọc khác nhau thôi. Tuy nhiên thì nó đều dẫn đến là cái cách đọc này nó không hề sai nhé. Thế đọc lại một lượt nữa rồi thôi. Ok. Fan, fan, fan. Bookshelf, bookshelf, bookshelf. Wardrobe, wardrobe. Pillow, pillow, pillow. Blanket, blanket, blanket. Bin, bin, bin. Air conditioner, air conditioner, air conditioner. Toilet, toilet, toilet. Washing machine, washing machine, washing machine. Dryer, dryer, dryer. Sink, sink, sink. Calendar, calendar, calendar. Refrigerator, refrigerator. Meter, meter. Các bạn có thể bổ sung nhé, cái từ tủ lạnh mình có một từ gọi là đồng nghĩa là fridge. Đây, bằng với từ fridge. Đây, mình cũng có thể nói là tủ lạnh nhé. Thì trong những trường hợp thì mình có thể dùng cái này cho nó một là dày đọc hay là ngắn đấy. Cái từ này refrigerator nó âm âm tiết là, còn fridge chỉ là một âm tiết thôi. Nhưng bạn có thể chọn cái cách đọc này cho nó ngắn gọn. Rồi ở đây thầy thấy là có 8 bàn xong rồi này. Mọi người nhanh chóng hoàn thành nha. Cái này thì trong quá trình thầy đọc thì các bạn đọc nhẩm nhéo nhé. Nhưng bạn xong rồi thì bây giờ thầy đọc một lần nữa, các bạn đọc theo thầy nhé. Fan, fan, fan. Bookshelf, bookshelf, bookshelf. Wardrobe, wardrobe, wardrobe. Pillow, pillow, pillow. Blanket, blanket, blanket. Bin, bin, bin. Trong khi đọc thì mình cố gắng mình đọc to ra như thế nhé, để cái ấm ấm nó có thể in sâu vào trong cái nào mình ấy, chứ mình mà đọc kiểu nhầm nhầm thì mình không tập cho mình cái thói quen đọc cái từ này được. Air conditioner, air conditioner, air conditioner. Toilet, toilet, toilet. Nhớ cả cái âm bật của nhá. Washing machine,
Washing machine. Washing machine. Dryer. 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 Sink. 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 Calendar. 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 Refrigerator. 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 Fridge. 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 Mirror. 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 Okay. And 19 of you have done your writing. Now, the rest of people quickly. Các bạn còn lại nhanh lên nhé. Hai ba ba xong rồi. Rồi bạn nào có đọc khó cái chỗ nào không? Nói thầy đọc lại nữa. Đọc lại đi đâu, Đọc lại hết cả. đọc lại hết cái thôi thì từ mới bà thôi. 13 là refrigerator. Tôi Refrigerator or fridge. không tiện Fridge. thôi ạ. À, Số 9 là washing machine. số Washing bảy machine. nữa thôi, số bảy. Từ từ. Rồi thầy đọc lại một lần nữa nhé. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Fan. Fan. Cái fan này là á dài. Mình mở miệng hình chữ á ra. Fan. Fan. Bookshelf. Bookshelf. Book. Chứ không phải là book. Không phải book nhé. Book. Như kiểu mình bực á. Mình đọc cái từ này như kiểu mình bực á. Bookshelf. Bookshelf. Wardrobe. 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 Pillow. 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 Blanket. 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 Bin. 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 Air conditioner. Air conditioner. Toilet. 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 Washing machine. Washing machine. Washing machine. Dryer. Dryer. Sink. Sink. Cái này không đâu là sính nhá. Đọc như kiểu sính nhá. Đọc như kiểu bạn nó sính nhá. Sink. Sink. Đó. Calendar. 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 Refrigerator. Refrigerator. Fridge. 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 Mirror. 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 Okay. And 24 of you have done your writing, and about 8 or 7 members. Now, quickly. Bài tạm bạn con lại nhanh lên nhé. Nói đâu là chuyện em biết tư với bà đâu nói. 13 là refrigerator. Này, R em mình đọc là R. R. Free, free, chur, refrigerator. Còn bên này là fridge, fridge, fridge. Rồi. Bạn đã từ tín đọc là cả từ mới thay đó. Nè. Thay thay cái cậu số 5 nó đọc blanket hay là blanket khác khác không? Blanket. Cái thường thường thì blanket, các em học trọng âm chứ, có biết trọng âm là gì không? Có thay Khi cái mình ừ thay nói này thì tự nhận trong tiếng mạnh nhất. Anh, trong tiếng Anh thì cái phần trọng âm là phần quan trọng nhất, nhưng khi mà mình nhận cái phần trọng âm thì những cái phần còn lại thì cái âm của nó sẽ bị nhược hóa. Cái âm của nhược hóa là gì? Nhược hóa là làm cho yếu cái âm đấy. Thì trong phiên âm là cái chắn này đọc là blanket, là keep nhé, là ý nhé. Nhưng mà khi nó bị nhược quá thì nó sẽ chuyển thành ớ. Cái ớ này sẽ là ấm quá, là ấm kiểu ấm lượt quá ấy. Thì mình sẽ đọc là blanket. Blanket. Cái ý ngắn này thì nó sẽ có xu hướng là trở thành cái chữ ớ đấy, là ấm quá, là blanket. Blanket. I have some blanket. Đó. Đấy, cái 4 câu rồi là toilet. Toilet. Thì toy là trọng âm dính vào âm thứ nhất, thì cái left sau này là
là e ngắn nhé, nhưng mà bị nhược hóa là thành lời toilet, toilet, toilet. Rồi, có bạn nào muốn đọc từ nào nữa? Bà, số bà là wardrobe, wardrobe. Cái từ drobe, cái từ ở sáu ấy, thì nó sẽ chia thành hai từ nha. Em What chọn là từ mấy bá drobe, thôi ạ. là mình sẽ dùng ấm là ấu. Wardrobe, wardrobe. The row, còn một chữ bơ là drobe, wardrobe. Rồi số 7 nhá. Số 4 đã, số 4 là pillow, pillow, pillow. Số 7 là air conditioner, air conditioner. Air là không khí, conditioner là cái thiết bị điều hòa. Còn có cái từ từ nguyên gốc của nó là condition, có nghĩa là điều kiện. Từ nào mà chưa biết thì mình có thể nốt nhé. Trong quá trình thầy nói thì thầy sẽ đưa ra cho các bạn một số cái từ mới, thì các bạn nốt vào để mình học thêm nhé. Số 14 là mirror, mirror. Thực chất thì mình đọc là mirror, mirror nhé. Mình đọc là mirror, 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 mirror. Số 9 là washing machine, washing machine, washing machine. Nhìn cái khẩu hình miệng, như khẩu hình của thầy này, washing machine. Số 13 là refrigerator, refrigerator or fridge, fridge, fridge. Số 5 là blanket, blanket, blanket. Số 6 là bin. Rồi, bây giờ thầy đọc lại một lần nữa nha, các bạn chú ý lắng nghe nha. Fan, bookshelf, wardrobe, Hotspot. pillow, blanket, bin, air conditioner, air conditioner, toilet, washing machine, dryer, sink, calendar, refrigerator, fridge, mirror. Rồi bạn nào tự tiến xuống phòng đọc trước lớp nào. Anh Tú nữa. Dear teacher, fan, bookshelf, wardrobe, pillow, blanket, Blanket. bin, air conditioner, toilet, washing machine, dryer, sink, calendar, refrigerator, fridge, mirror. Nào, từ số 4 nha, pillow. Rồi từ số 11 là mình thay 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 bảo các bạn là đọc như từ sính nhá, sính đẹp á, sink. Sink. Không không sính, không sính. Em nói từ sính đẹp không? Xinh Đúng rồi. đẹp. Sink, sink. Sink. Right. Calendar. Calendar chứ không phải là calendar. Rồi từ 13 chú ý là refrigerator. Refrigerator. Rồi không sẽ đọc cái thầy nữa. Teacher, fan, bookshelf, wardrobe, pillow, blanket, bin, air conditioner, toilet, washing machine, dryer, sink, calendar, refrigerator, fridge, mirror. Mirror, mirror. Hoặc là mirror. Rồi, chú ý từ 13 nha. Từ 13 như bạn đọc hơi lập bấp. À, cái này không phải là rí, không phải rí nha. R. Thì refrigerator, refrigerator. Trong âm của nó sẽ không nhận vào âm đầu tiên. Thì mình không đọc lợi ý. Mình đọc R. Refrigerator, refrigerator. Các bạn có thể gạch 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 vào nắm cái phần đấy, gạch một gạch này, hai gạch này, ba gạch, bốn gạch, và phần âm nắm cái này, r này, free chair, rater.
Đó. Của Vương á. Did teacher, fan, bookshelf, wardrobe, pillow, blanket, bin, air conditioner, toilet, washing machine, dryer, sink, calendar, refrigerator, fridge, mirror. Excellent. But you have to pay attention to number 12, calendar. Chứ không phải là calendar nha. Pay attention là chú ý. Pay attention là chú ý nha. Rồi. Phương Nhi nào. Dear teacher, fan, bookshelf, wardrobe, pillow, blanket, bin, air conditioner, toilet, washing machine, dryer, Dry, no, dryer. Right. sink, cylinder, refrigerator, mirror. Nào, từ số 12 cho bạn hơi vấp nha. Lịch là không là calendar. Mình đó là calendar. 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 Right. Số 13 này. Refrigerator. Refrigerator. Này, r Re free free j Right. ray Right. ta Ta. refri Refrigerator. right refrigerator and fridge mirror. Excellent. And can I ask somebody? Hey Anna. Teacher. Fun. Bookshelf, wardrobe, pillow, blanket, bin, air conditioner, toilet, washing machine, dryer, sink, Calendar. calendar. Refrigerator, fry, mirror. Rồi, well done. Rồi, về nhà các bạn học thuộc các từ vựng nhé. Và quay video lại gửi cho thầy. Okay. And at home, Đọc you trang have to thôi. do... Hả? Đọc trang phải ra đọc bờ thôi. Các bạn chỉ cần học học thuộc và nhớ cái từ để thôi, còn cái việc đọc này thì hay kiểm tra lại cái phát âm thôi. Quan trọng là các bạn phải nhớ và sau này áp dụng để dùng cả cái từ này nhé, chứ không nhớ kiểu mà nhớ rồi đọc trăm rồi. Ngày xưa thầy học thầy không bao giờ thầy nhớ kiểu đọc trăm nữa đâu, kiểu mình chỉ cần nhớ được ví dụ có cái từ cãi gội ấy, em không biết cãi gội là chỉ, nhưng mà hôm nay em học được là cãi gội, đấy là cãi gội, thì sau này em về nhìn cãi gội là em biết cái này là cãi gội. Hoặc là về các bạn có các cái mẫu giấy nhỏ thì mình có thể viết cái wardrobe và dán lên cái tủ quần áo của mình, thì khi nào mình đi qua cái tủ đấy thì mình nhìn ra là mình à cái đấy là cái wardrobe. Rồi cái giá sách thì mình dán cái từ bookshelf là giá sách Sao tịch kim nợ chị thay? hả. Những cái cãi mà sao tịch kim nợ này chị thay? Ừ đúng rồi, có mấy cái tờ giấy nhỏ ấy, tờ giấy mà có cái kéo các bạn viết vào đó đơn giản vào, thì Nợ. mỗi lần mình đi qua thì mình thấy được cái từ từ mới này, thì biết được là cái vật này thì trong tiếng Anh nó sẽ là từ này, thì giúp mình nhớ dễ hơn đó. Thì trong nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh thì mình sẽ dán cái từ toilet là bồn cầu đó. Rồi nhà bạn nào có máy giặt thì mình dán washing machine đó. Rồi mình dán cái từ calendar thẳng một bên cái lịch mà mình hãy sẽ đó, thì mình giúp mình dễ nhớ nhiều hơn. Với lại cái tủ lạnh này nhiều bạn
có xu hướng là mở tủ lạnh nhiều lần trong ngày thì mình sẽ giảm từ refrigerator. Mỗi lần mình mở tủ lạnh thì mình nhìn được cái từ này và mình đọc đọc nhầm không đâu nữa, thì mình biết à cái này là refrigerator hoặc là fridge. Okay, a term you learn by heart, your vocabulary and record it and take a record. And now we will move to speaking lesson. Now, find the difference between two pictures. Bây giờ là đây là bức tranh. Như thường lệ thì mình học nói thì mình sẽ tìm ra điểm khác biệt giữa hai bức tranh. Bây giờ mình sẽ miêu tả bức tranh thứ nhất nhé. Các bạn mỗi lần thầy gọi thì các bạn sẽ miêu tả một đặc điểm ở bức tranh thứ nhất nhé. Tranh như nào? What can you see in the picture number one? Teacher, in the picture one, the bow is red. In the picture one, the bow is red. Very good. Okay. Rồi, khi mà thầy hỏi các bạn thì những người bạn còn lại nghe xem bạn mình nói đúng không và nói theo bạn nhé. Okay. Tham nhũng nào. Now, in the picture one, what do you see? Tham nhũng có đúng không em? Đăng giảng nào. The picture in the picture one, there are trees Orange. Nào, quả cám thì nó phải màu cám chứ, nhìn cái này giống quả gì hết, giống củ gì hết. orange. Củ khoai Đúng rồi, củ khoai tây thì mình nói gì đấy, mình nói là cái gì nữa. tây. The picture one, there Potato. are three potatoes. Right, potatoes. Mình phải thêm số nhiều vào em nhé. Thì mình nói cái vật gì số nhiều thì mình cái vật gì mà có cái số lượng nhiều ấy thì mình phải thêm e hoặc es vào. In the picture one, in the picture one, there Three. potatoes. Right. In the picture one, there are three potatoes. Okay. Well done. Rồi, Khôi Nguyễn nào. The picture. In the picture one, there are two flies. There are two flies. Okay. In the picture one, there are two flies. Really good. Thành Huyền nào. Dear teacher, in the picture one, we are hot. In the picture one, wear, chứ không phải là we nhá. Where Mang, hoặc là mặc cái gì thì mình phải là wear a hat. Nhưng mà cái gì mang? Một cái mũ. Con gì đấy? con ai teacher? Con này là con cá sấu này. Calculator. Crocodile. 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 Ừ. Thật là có Crocodile. hai ý kiến đúng không? Alligator Papa. hoặc là crocodiles. Hay Để thầy hay, cái tư sơ với. cá có thể còn có sợ không ha? Hả? Cái tư sơ câu á à, rơi ẹp có thôi. Sơ à rơ ẹt á. Thơ câu á à, rơi ẹp có thể còn có sợ không Sơ cơ à rơ ẹt. ha? Dạ. Scars. Cái đó là vết sẹo chứ. Thường thường thì cá sấu có hai từ là đây các bạn nói chữ Việt thì nốt vào nhá. Apple dài. Alligator. Đây, alligator. Một chữ lơ hay hai chữ lơ hay hai chữ lơ vậy. Cậu Cá sấu hoặc là crocodile. Crocodiles. Đấy. một bên nó có cậu mùi vướng, một bên nó Cá có sấu thì một bên sẽ có cá sấu. Thường trên trên thế giới thì sẽ được phân ra thành nhiều cái loại khác nhau, nhưng mà thường thường thì sẽ có cá sấu mõm ngắn đấy, mõm nó ngắn hoặc là vuông, và một loại cá sấu là mõm nó dài, mong tâm có phải tam giác mà cái miệng nó dài đó, còn một loại là miệng nó ngắn lại.
Ok, rồi bạn nào mời đại thi nói lại thầy nào. Thì em có thể dùng hai cái nhé, em có thể dùng từ nào cũng được. Thì cái gì đang đội mũ đấy? Alligator. Nào, anh thơ bạn nào? Bạn nào mới nói đấy? Thầy mày gọi bạn nào nói đó? Nam ở mình nói thầy nào? Thấy khi này là ngoài em, nhưng mà em tự nói thôi. Ừ, thì con gì đáng mang cái mũ thì là in the picture one, the alligator or the crocodile is wearing a hat. Is wearing a hat. Mình phải dùng thể hiện tại điểm diễn nhé. Đáng đội một cái mũ hoặc là has, hoặc là có một cái mũ thì là has a hat. Đúng rồi. Đây Ok. đây. Ơi. Tôi mở trong mấy cái bức ảnh gì đâu, tiện đọc cái nắng về nghề nắng thế. Từ mới đọc cái răng em, cái từ con cá sấu né Có người đứng trên tư vẫn có sợ vậy. là find the differences. Find là tìm kiếm, còn differences là những cái điểm khác biệt, những cái điểm Những khác sự khác nhau. biệt. Vì em đã trên tư cũng có sợ chứ không phải là một đây thôi ạ. Trên cái từ cá sấu là cái gì á? Drama A L L I, cái này là alligator, cái này cũng là cá sấu em á. Đây thầy cho các bạn xem nhá. Mình biết thêm được một cái về cá sấu là alligator. Đấy. Cá sấu này là cá sấu mỏ ngắn nhé. Xem cái hình ảnh con cá sấu này. Đây này. Cái miệng của hắn là như thế này. Đấy. Cái miệng của nó có xu hướng là hình vuông này, nó ngắn. Còn crocodiles. Crocodiles. Đấy là cái miệng nó dài này, nó nhọn này. Bây giờ phân biệt được rồi, đúng không? Đấy, cái miệng của nó dài đấy. Đó. Rồi nhá. Rồi nào. Anh Đức nào. Yeah, teacher. In the picture one. Yeah, it is There is a flower vase. Có một bình hoa đúng không? Right. In the picture one, there is a flower vase. Rồi. Mình biểu tả thành bức tranh thứ nhất rồi. Bức tranh thứ hai nào. Xuống nhí nào. Biểu tả một cái đặc điểm ở bức tranh thứ hai nào. Hai bức tranh And đặc there. hiệu một cái nữa thôi. Cái gì? Flowers. Flowers. Bạn bạn Đức vừa nói rồi mà. Hai bức tranh hình ảnh em bỏ xuống một cái nữa thôi. Cái gì em? In the picture one, have eat pepper. What pepper? Okay. The crocodiles or the alligator is using. Cái từ phí ý phí achiever chị ẻ achiever Ừ, cover. hạt tiêu Đấy, rồi đấy. Ừ, hạt tiếu, đúng rồi. Hạt tiếu. Thì đáng dùng hạt tiếu để làm gì? make Make a cake. It's for making a cake. Dùng để làm một cái bánh. Ok, very good. Rồi bức tranh thứ hai nào. Mời bạn xuống nhí nào. The picture tells is have won the One fly. Nào, cái câu của em với con lùng cùng nhá. Nó chưa được đặt đúng một cái vị trí nhất định.
thì em có thể dùng cái cấu trúc là ở bức tranh thứ hai có một con ruồi, thì ở bức tranh thứ hai mình sẽ nói là in the picture 2 hoặc là in the picture number 2 có một con ruồi là there is a flies nha, yeah, there is a flies đó. Yeah. Ok rồi, good job. Kiều Trang nào. Thưa thầy là in the picture 2 there are three tomatoes. Cà chua số nhiều thì mình sẽ nói là tomato or tomatoes. Nào trả nào. Mình phải There đặt điểm nào. are three tomatoes. Đúng rồi, tomatoes. Ok, rồi đặng Nhật nào. Người thầy Cái gì đấy? picture two. Now, in In the picture 2. In the picture the picture 2. two, there is a telephone. Right, good job. In the picture 2, there is a telephone. Rồi, không sẽ nào. Editor, in the picture 2, the Right, in the picture 2, the bow is blue. Rồi, Hoàng Tùng nào. bow is blue. Yeah, teacher, in the picture 2, crocodile know what thing Crocodiles isn't. Nếu mà em nói đang không mang mũ á thì phải nói là the crocodiles isn't wearing a hat. Nhá, mình dùng thiên tại vì thiên thì mình nói như thế. Hoặc là mình có thể nói là con cá sấu không có cái mũ nào thì đó. In the picture 2, the crocodiles has no hat. Không có cái mũ nào. Has no hat. Hoặc là hasn't any hat. Okay, we have described two pictures. So now, who can tell the differences between two pictures for me? Ai có thể nói thấy cái điểm khác biệt giữa hai picture nào? Hai bức tranh nào? Mình vừa miêu tả rồi, bây giờ mình chỉ cần đưa hai cái cấu trúc đẩy vào một cái cấu trúc. Sáng Đấy. Bạn nào đấy? à, chào thầy ạ. Vào cháu nào? Teacher, in the picture 1, the crocodile is wearing hat. In the picture 2, the crocodile isn't wearing hat. Well done. In In the the picture 1, two. in the Nào, một câu thôi nhá. Từ từ nào, mình làm từ từ nữa. Mình nói từ từ. In the picture one, the crocodile is wearing a hat. A hat. In the In picture. the picture one, the crocodile is wearing a hat. But, nhưng nhá. But in the picture two, the crocodile isn't wearing a hat. In the picture one, the crocodile is wearing a hat, but in the picture two, the crocodile isn't wearing a hat. Right, okay. Rồi, anh Tuấn nào. Teacher, in the picture one, the ball is red, but in the picture two, the ball is blue. Well done. In the picture one, the bow is red, but in the picture two, the bow is blue. Okay, Bảo Ngọc nào. Teacher, in the picture one, there are three potato, but in the picture two, there are three tomato. Đúng rồi, chú ý là khi mình nói số nhiều thì mình phải nói dạng số nhiều của nó nhá, tomatoes và potatoes. Rồi làm dạng nào. Làm dạng ơi.
Thành phẩm đó. Dạ thầy. Now, can you tell the differences between the picture one and the picture two? Em nói thấy một cái điểm khác biệt giữa bức tranh thứ nhất và bức tranh thứ hai nữa. In the picture on Crocodile wear a hat, and in the picture two Crocodile isn't a Where's a hat? Nào để mà nói đổi mẫu ấy thì là where, đúng rồi, thì mình đặt vào trong một cái câu là chủ ngữ cộng động từ và nó ở thì hiện tại điểm thì chủ ngữ cộng to be cộng động từ thì mình thì là chủ ngữ là cá sấu là crocodile, the crocodile, động từ to be là is Yes. và động từ thì mình là wearing, Where? the crocodile is wearing a hat. The crocodile is wearing hat. Đúng rồi. But But in the picture two, the crocodile isn't isn't wearing, wearing hat. đúng rồi, isn't wearing a hat. Rồi, Thạch Nguyên. Isn't wearing hat. Ok. Hey teacher, in the picture one, there are two flies. In the picture two, there are one fly. Now, really? So, bức tranh số 2 có một con ruồi mà there are. There is Đúng light. không? There is a fly. In the picture one, there are two flies. But in the picture two, there is a fly. Rồi, còn một chữ tiết cuối cùng. Anh nào có thể miêu tả thấy nó? Kiên gì nhá? Thưa teacher, in the picture one, there is a flower, but in the picture two, there is a phone. In the picture one, there is a flower, or we can call, hoặc là chúng ta có thể nói là một lò hoa, là a vase of flower, hoặc là a flower vase. In the picture two, there is a phone, đúng rồi, cái này là phone hoặc là telephone, thì đều được nhé. Nhưng mà tưởng tượng thì cái này là telephone là đúng hơn. Okay, we have done our part one in speaking. We have done find the differences between two pictures. Chúng ta vừa hoàn thành xong việc nói ra cái điểm khác nhau giữa hai bức tranh. Bây giờ chuyển sang phần tiếp theo. Choose the different Các bạn có hai phút đi để nghĩ xem nào. Những cái hàng này có những cái điểm gì khác nhau. Ví dụ ở hàng thứ nhất thì bức tranh số 3 là cạn bởi vì bức tranh số 1, số 2, số 4 là hoa quả, còn bức tranh số 3 là một quyển sách thì nó khác về cái chất liệu này, hoặc là ví dụ xem bức tranh số 2 là khác về cái hành động hay gì đấy, bức tranh số 3 là chất liệu, bức tranh số 4 là cái hoàn cảnh gì đó, mình nhìn ra cái điểm khác nhau giữa các cái bức tranh. Cô Lan mua cái bộ đây. À, bạn nào chưa chưa cái cấu trúc cái cách nói chưa chưa thầy chưa xuống xe lắm thì chưa mượt lắm thì có thể ký vào vở để mình luyện nói thêm nhé. Rồi bạn nào có thể nói thầy nào? Cái hàng số 2 còn gì khác nữa? Bây giờ để xem nào, các bạn hạ tay xuống cả đi.
right. Nào Hà, tại sao người thấy nào? Rồi bây giờ xem nhá. Cái hàng số 2, hàng số 1 thì lại là ví dụ đó. Ở hàng số 1 thì the picture number 3 is different because the picture number 1, number 2 and number 4 are fruits. But in the picture number 3, it is a book. Đó. Rồi, hàng số 2 nào, ai nói em thấy nào? Phương Nhí nào? Teacher, in the picture 1, 3, 4 is work with water. And picture two is reading the book. Right. Bạn Phương Nhi có ý kiến. Bạn Phương Nhi muốn nói là bức tranh thứ nhất, thứ ba, thứ tư thì các cái người này đáng hành động là rửa rửa các cái thứ vời nước. Còn bức tranh thứ hai là cái người phụ nữ này đang đọc sách. Thì bây giờ mình thấy cái khác biệt giữa các cái bức tranh là cái hành động, đúng không? Hành động thứ nhất, hành động thứ ba, hành động thứ tư là đều rửa. Hành động thứ hai là đọc. Thì mình sẽ nói là the picture number 2 is different. Bức tranh số 2 là khác biệt. Because the picture number 1, number 3 and number 4, these people are washing things. Bởi vì bức tranh thứ nhất, bức tranh thứ ba và bức tranh thứ bốn, những con người này đang rửa các cái đồ vật. Things là các cái đồ vật. Are washing things là rửa các cái đồ vật. But the picture number 2, this woman is reading a book. Nhưng ở bức tranh thứ hai thì người phụ nữ này đang đọc một cuốn sách. Đây, để thay ghi ra cho các bạn có thể đây. The picture number 2 is different because the picture number 1, 3 and 4, these people are washing things. But in the picture two, the woman is reading a book. Đó, cái cách trả lời nó sẽ như này. Đây. The picture number 2 is different because the picture number 1, 3 and 4, these people are washing things, but in the picture number 2, the woman is reading a book. Okay, now who can tell me? Ai có thể nói cho thầy câu thứ ba nào? Đăng Giánh nào? Em cho thầy. Bảo Tráng nào? Ừ, cho Bảo Tráng đi. Teacher. Number 3 is different. A jacket, a t-shirt and a dress a closet. But number 3 it isn't closet. It is a cup. Well done. You say really good. Em miêu tả rất tốt. Nhưng mà chú ý là cái từ là không đọc là close nhé. Close. Close. Nhiều bạn hãy bị nhầm lần. Thế mấy là cái đọc close nhé. Close. Mình đọc là close. Rồi. Thế anh có ý kiến gì em? Nếu mà nói bức tranh thì phải nói xẹt cái đây ở hang mấy đây ở hang từ bán là phải nói xẹt chứ đây ừ xẹt. in the set
In the Rồi. set. Ừ. Rồi các bạn chú ý nhé. Đấy. In the set. In the set. Đấy là ở hàng gái thì mình sẽ nói là in the set number two. Đó. Ở cái set, ở cái hàng thứ hai. Và cái hàng thứ ba cũng vậy nhé. Cái hàng thứ ba thì bạn bảo trang bảo là bức tranh thứ nhất, thứ hai, thứ bốn là cái vẽ đấy. Áo vẽ này, cái áo len này, cái vẽ ấy là quần áo. Nhưng bức tranh thứ ba không phải là quần áo, mà nó là một cái cốc. Đúng rồi. Nào, ai có thể nói thấy the set number four? Now, who can describe the set number four? Raise your hand. Bảo mình nào. The teacher, in your set number four, the picture number one is different because the picture two, picture three, picture four, there's animal and clothing under bed. But in the picture one, Ý. the bear is Excellent. Đây các bạn có thể thấy là ở bức tranh thứ nhất có con gấu là bear là đang ở trên cái giường là on the bed. Nhưng bức tranh thứ hai là con nhện là gì đó? on the bed. Under the bed. Con nhện là spider. Spider. Trong Spider-Man ấy. Con chuột là mouse. Cái tật là sock. Một cái tật thì mình đọc là sock thôi chứ không phải là socks. Okay. In the set number 4, the picture number 2 and picture number 1 is different because the picture number 2, 3 and 4, these animals are under the bed. But in the picture one, the bear is on the bed. Rồi, các bạn có hiểu cái bài này không? Có hiểu cái cách làm bài này không? Có bạn nào thắc mắc trong việc khi làm bài nói này không? Ai còn chưa hiểu bấm số 1 để thầy chỉ lại nữa. Mạnh dạn lên nhá. Nếu bạn nào không ấy thì có thể gửi riêng cái thầy. Rồi vậy là mọi người không có ý kiến gì đúng không? Rồi nha. Thế anh à, em không hiểu đoạn đâu em. Đoạn số 1 đấy. Bài Nói cái số một. đoạn là sạch. Nói cái đoạn sạch. Tuần sạch á. Đấy. Thì là đó là Một quyển bức sách. tranh thứ ba. Thứ Ừ. ba là đó là có sạch. Nó có sạch. Đấy nha, bây giờ thầy nói là bức tranh thứ nhất, à bức tranh thứ ba là khác biệt đúng không? Bởi vì bức tranh thứ nhất, bức tranh thứ hai, bức tranh thứ tư là hoa quả. Còn bức tranh thứ ba là một quyển sách. Chứ không phải là hoa quả đúng không? Thì mình có thể nói là the picture three in the set number one, the picture number three is different because the lemon, pineapple, and an orange is fruit, but the picture number three isn't fruit. It is a book. Nó không phải là hoa quả mà nó là một quyển sách. Em hiểu chưa? Rồi thầy. Yes. Ok. Rồi mình đã hoàn thành cái bài học ngày hôm nay. Thì thầy có giới thiệu cho các bạn các từ mới về gia đình, thì có lẽ bài tập về nhà mình viết một bài miêu tả về ngôi nhà của mình thầy. Hôm nay các bạn làm rất là tốt nha. Khen các bạn làm rất tốt nha.
Nhiều bạn trả lời cái phần miêu tả tranh rất là tốt. Các bạn đã nhận được điểm của mình về nhà chưa? Rồi bây giờ đọc điểm để thầy vào điểm nhé. Thảo Nhí nhá. Ơi. Rửa lâm hay không mân cái ba miếng tả gia đình này. Thầy miêu tả gia đình có làm chứ? Có một Chưa bài em mới gửi thay chữ chậm thôi ạ. Rửa con quán video nữa không thầy? làm cái này viết ra đây có gửi Một về nhà bài thầy nhá nó có thầy quán thầy video đọc từ vựng mở không thầy? hả Có quán video đọc từ vựng mở không thầy? có nhá Thầy hôm nào có mình mà một học từ bây giờ thầy nói là bài. có ba hôm nào mình học từ mới á thì mình đều cần quay video lại và gửi cho thầy nhé. Thầy thầy có một bài em mới gửi kia này. Thầy gửi thầy lên kiểu bài được không? Ta rửa. Em gửi luôn. Thế à? Mà thầy chơi chậm thế à? Ừ, mình cũng có thể ra nhé. Rồi, để thầy xem nào. Bạn ảnh được à? Anh được cái bài này là thầy chưa rồi mình gửi à? Hả? Hả em? Thầy gửi thầy chờ đang chờ có một là em gửi được thầy. Ừ rồi, bài này đúng cả nhé, em 10 điểm nhé. Rồi, các bạn đọc điểm thầy để thầy vào điểm rồi các bạn nghỉ sớm nào. Thảo gì đó. Hai thế. Ok. Bài này thầy nhiều bạn hơi khó Vai nhé. vai. Rồi. Rồi. Bên anh được gửi môn phải trước hai điểm như thế. Ừ đúng rồi. Được anh hay anh được chỉ đó nhá. Em sau này là bây giờ lần đầu khi thầy thầy trừ 2 điểm luôn nhá. Còn sau này em mới gửi môn như thế là thầy không chậm đâu nhá. Tại vì trước đó thầy cũng đã phổ biến với mọi các bạn rồi là trước buổi dạy thì thầy phải nhận bài tập, còn sau buổi dạy mà các bạn gửi bài tập cho thầy thì thầy sẽ không chậm, không vào điểm bất cứ cái lý do nào nhá. Dạ thôi. Ok nhá. Rồi anh Tuấn nào. Tạm rồi. Ok. Ông sẽ. Mười thôi ạ. Bích Sướng. Giờ mười thôi ạ. Anh Nguyên. Sáu thôi ạ. Phương Nhí. Em sáu thôi ạ. Anh Tù. Anh ơi, em chưa làm thôi. Anh Tù chưa làm à? Dạ. Ừ. Làm giá. Làm giảm bớt những nghỉ vậy. Rồi, Ngọc Hà nữa. Thấy em được 10. À, làm giảm đấy. Thấy ơi. Ngọc Hà 10 à? Dạ thầy. Rồi, Thanh Phóng. Em được 8 đây ạ. Ok, Hiên Nhí. Tám. Bảo Trá. Em sợ. Đăng Nhật. Em sợ rồi. Bảo Trâm. Em bộ nè. Ok, Cảnh Trí. Dạ em không có điểm này. Ok. Anh Thơ. Anh Thơ nữa. Minh Quân. Mình còn 4 điểm. Tân Nhữ. Em tạm thế ạ. Ok. Bảo Ngọc. Dàn mười. Ok. Bảo Châu. Dàn sợ. Ok. Tham Dũng. Dàn sợ. Đăng Danh. Dàn tạm. Mai Phước. Dàn mười. Quốc Phương. Quốc Phương nào.
Thì anh. In the silent part. Bảo Minh. Em cho thấy em sợ điểm. Anh Thứ. Em nói đây ạ. Huy Linh. Em bộn hay ạ? Đam Trân Thùy Linh đó. Em sợ. Hồi Nguyễn. Ok. Rồi. Văn Tùng. Em bận tay. Anh Đức nữa. Anh Đức được mấy điểm em? Kiều Trang đó. Được thay em được bận. Ok. Rồi, chúng mình hoàn thành xong buổi học ngày hôm nay. Ok, see you again and have a nice week. Goodbye. Bye thôi. Bye Hành được teacher. tạm Bye điểm teacher. thôi à. Bye Bye teacher. bye teacher. Hành Goodbye. được tạm điểm thôi à. Ok em nhé. Goodbye teacher. Goodbye. Goodbye teacher.